Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách làm nước sốt trộn gỏi hoặc là bắp nộm mà miền Bắc thường có cái tên là nước bắp nộm, còn miền Nam thì gọi với cái tên là nước trộn gỏi. Xin mời các bạn theo dõi cách làm chi tiết ngay sau đây. Trước mặt các bạn đây là những cái nguyên liệu để mình làm cái nước trộn gỏi hoặc là bắp nộm. Sau đây mình sẽ chia sẻ cái cách bóp nộm. Cách thứ nhất, giấm gạo 550ml, nước cốt quất. Các bạn có thể dùng nước cốt chanh, nhưng mà nước cốt chanh mình thấy nó hay để lâu, nó hay bị đắng, nên là mình dùng nước cốt quất, nó vừa thơm mà nó lại không bị đắng như nước cốt chanh. 175ml muối biển 100g, sốt gà Thái 800g. Các bạn thông cảm bởi vì mình không thể cho các bạn xem cái mát của cái sốt gà Thái này được, mà mình chỉ dơ lên cho các bạn xem nó như thế này thôi. Đây là nguyên một chai 800g. Thì cái này nó có bán ở các cái siêu thị hoặc là những cái chợ đồ khô thực phẩm. Sốt này cũng rất là thông dụng nên là các bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Cái bếp này mình cũng vừa mới nhận mà mình đi ra ở cái vùng khác quê mình, nhưng mà ở ngoài chợ người ta cũng đã bán rất nhiều loại này. Chứng tỏ là cái sốt gà Thái này trong vòng mấy năm trở lại đây thì đã được nhiều người tin dùng và cũng rất thông dụng. Các bạn có thể mua ở bất cứ nơi nào, hoặc không có thì các bạn có thể đặt ở trên mạng, người ta sẽ ship đến tận nơi. Đường kính trắng 650g. Và cuối cùng là tương ớt. Mình thường xuyên dùng chỉ một loại là tương ớt Cholimex 200g. Và sau đây mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào trong cái máy xay sinh tố để mình xay thành cái nước trộn nộm. Chúng ta cho muối biển vào. Các bạn cũng có thể là dùng muối tinh, liều lượng thì các bạn giảm lại. Tiếp theo chúng ta cho đường kính vào. Các bạn cho vừa đủ cái máy xay của mình thôi, chứ không là nó nặng quá nó xay nó hay bị cháy máy. Sốt gà Thái các bạn cũng cho một nửa thôi. Nếu mà cối lớn thì các bạn có thể cho cả toàn bộ vào để mà xay một lúc luôn. Tương ớt Cholimex, nước cốt quất. Các bạn cũng cho một ít giấm vào để cho nó loãng cái hỗn hợp ra để mình xay nó dễ xay hơn. Cái chỗ nguyên liệu còn lại thì mình các bạn cũng trộn chung vào với nhau để chốc nữa mình xay luôn một lượt cho nó tiện. Còn lại chỗ nguyên liệu này thì chốc nữa mình xay luôn. Đường để ngoài này chốc nữa mình bỏ vào máy xay, mình xay một lượt luôn. Giờ mình sẽ xay cái chỗ nguyên liệu và đã cho vào máy xay trước. Mình cho sốt nộm ra một cái âu hoặc một cái nồi sạch nha các bạn nhé. Nước trộn nộm trộn gỏi đầu tiên. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái công thức thứ hai. Và tiếp theo là công thức trộn nộm thứ hai nha các bạn nhé. 240g muối biển, mì chính 160g, đường kính 1/2. Ở công thức này thì mình cũng dùng nước cốt tắc luôn, cốt quất 800ml. Đây là ớt hiểm đã có sẵn nên là mình lấy luôn, mình dùng 100g. Ớt sừng mình cũng cắt ra cho nó dễ xay 120g.
Và đây là thành phẩm hai nồi nước nộm, nước gỏi mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong. Thì hai công thức này thì nó khác nhau, nhưng mà các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn sẽ làm số lượng nhỏ lại và ăn thử xem. Nếu các bạn thích cái nào thì các bạn là sẽ làm cái công thức đấy. Với hai cái nước sốt bắp nộm này thì các bạn có thể đóng vào chai thạch bích lớn hoặc là bỏ vào hộp. Mà tốt nhất là mình chia những cái chai bé 500ml mình cất vào trong tủ mát, để lúc nào dùng mình lấy từng chai một ra thì nó sẽ đỡ bị hỏng hơn. Các bạn cứ đưa một chai lớn ra thì trời này nắng nó cũng sẽ dễ bị hỏng lắm. Cái sốt này mà bảo quản thì các bạn sẽ bảo quản trong tủ mát được trong vòng 2 tuần nhé các bạn. Thì nó bóp tất cả các loại gỏi, gỏi chân gà, tai heo, bắp bò. Nói chung là nước bắp nộm này nó bóp được tất cả các loại nộm. Mà video trước thì mình cũng đã chia sẻ cái bóp cái video bóp nộm sứa. Mình cũng dùng cái nước bóp nộm này, mình bóp nộm sứa, nộm rau má, nộm bắp cải. Đối với công thức thứ hai thì các bạn xay dối thôi, xay vừa phải để nó còn lấm tấm cái ớt và cái hạt cho nó đẹp. Cái đầu tiên thì mình xay hơi nhuyễn hơn. Khi mà đưa cái nước nộm này ra dùng thì chắc chắn nó sẽ bị tách nước, nó lắng một cái đáy và những cái thịt ớt nó sẽ nổi lên bên trên. Nên các bạn mà sử dụng thì các bạn sẽ lắc đều cái chai, lắc thật mạnh cái chai. Sau đó mình sẽ tưới vào đĩa nộm, bóp đều và mình đem ra sử dụng. Hiện tại thì bây giờ chưa đến giờ khách ăn nên là cũng chưa có gì để thực hành. Mình sẽ làm một đĩa nộm chân gà cho nhân viên bếp của mình cùng ăn. Xin mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Bây giờ mình sẽ làm một đĩa nộm chân gà để trải nghiệm cái nước sốt bắp nộm này. Một cái thì mình đã dùng lâu rồi, còn một cái thì cũng mới. Nên mình sẽ thử cái nước nộm muối này. Còn cái nước sốt thái này thì mình đã dùng lâu rồi, mình cũng dùng rất nhiều lần mà rất ngon. Còn cái nước nộm muối này thì hôm nay mình sẽ thử và trải nghiệm cái nước nộm muối này. Cái nào ngon thì mình cũng giữ lại để làm cho quán, còn cái nào không dùng được thì mình cũng bỏ đi. Tất nhiên là hai cái công thức này thì cũng đều rất là ngon. Ban đầu mình mới nếm qua thì hai cái vị rất là thơm và ngon. Nếu các bạn cứ làm theo hai cái công thức này như lượng mình đã cho sẵn. Bây giờ mình sẽ đi bóp nộm chân gà xoài xanh. Tiếp theo các bạn cho một ít gừng vào để khử mùi cho chân gà các bạn nhé, và tạo được cái độ thơm. Mình cho chân gà vào các bạn nhé. Chân gà là chân gà rút xương. Bây giờ mình cho ngay vào cái chậu nước đá này cho tạo cho nó đủ giòn. Các bạn có thể cắt lát như này các bạn nhé, cắt nhỏ ra, bởi vì cái chân gà rút xương này nó để nguyên thì nó to lắm. Mà mình làm một đĩa nộm thì mình cắt nhỏ ra.
Đây là cái nước sốt bắp nộm mà nhá, mình dùng sốt bốn người ăn mình dùng 1.5 muôi này các bạn nhá. Rồi. Rồi xong bây giờ trộn xong rồi mình ra đĩa. Các bạn cho thêm một ít hành phi vào đây và rắc lạc rang giã dối lên là được. Clip chia sẻ của mình đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, đăng ký, bấm vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.